Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 155. Vấn đề 33. Vấn đề không tin tưởng vào sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao vậy? Ai là người không tin? Vì không tin cho nên dễ gì tìm ra được người vãng sanh. Đó là do tại chúng sanh, chứ không phải tại Phật. Câu A, Phật dạy đây là pháp rất khó tin, nên gặp người không tin là chuyện hết sức bình thường. Đúng không chưa vậy? Đúng. Rất khó tin cho chúng sanh đấy. Vì sao vậy? Vì thiện căn phước đức của chúng sanh không có, tin không được. Vì sống giữa cái xã hội vật chất bao trùm, lấn áp hết tất cả tâm linh, cho nên tin không được. Vì người ta nghĩ rằng cuộc đời này là nhất, cho nên chết rồi là xong, có gì đâu mà phải tin cho mất công. Nhiều thứ không tin lắm. Chính vì thế mà chưa vị mà tin được thực sự là một trong những người mà hiếm hoi quý báu nhất. Còn bình thường khó lắm chị vị ơi. Câu B, người không tin do thiện căn quá yếu, còn phải tu tích thêm thiện căn nữa mới được. Đúng chưa vậy? Đúng. Căn lành không có. Căn lành không có thì không thể vãng sanh. Vì không thể vãng sanh cho nên người ta không tin. Còn người có căn lành tin chút chút, tin mà biết bồi đắp cái niềm tin vững lên, thì cái niềm tin đó nó lại làm cho cái thiện căn của mình tăng lên. Một khi mà thiện căn tăng lên, nó sẽ giúp cho mình thêm niềm tin nữa. Rõ ràng đó là những bước thang để mà tạo thiện căn. Cho nên khi mà chưa phải biết hỏi người nào có thiện căn, thì đối với cái pháp môn niệm Phật mình thấy dễ lắm. Ai vậy? Người có tin là có thiện căn, không tin là không có thiện căn. Nói thẳng thắn như vậy. Phước báu thì có thể có, nhưng mà thiện căn không có. Phước báu là do tu phước. Thiện căn là những người biết tu hành nhiều đời nhiều kiếp, có niệm Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, tự nhiên thiện căn nó tăng lên. Chính vì thế mà người không có thiện căn đành rằng phải cần phải tu thêm, tu cho đến khi nào có thiện căn thì tin. Đường này là đường dài thâm thẳm đấy. Câu C, người có nghiệp chướng quá nặng ngăn che niềm tin làm mất cơ hội giải thoát. Đúng như vậy? Đúng. Có nhiều người đi niệm Phật mà cũng không tin. Có nhiều người tu học Phật giáo mà cũng không tin có cái chuyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà chính trong kinh Phật nói rõ rệt mà người ta không tin. Có rất nhiều người không bao giờ tin làm trong đời này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vì họ không tin, thành ra đường vãng sanh mất. Tuy chứ cùng ra, một là thiện căn không có, mà thiện căn không có thường thường gọi như là bị ác căn nó che. Ác căn là gì? Là nghiệp chướng đấy. Nó che lại. Nó không cho người ta nghe, nó không cho người ta tin. Cho nên đây cũng thực sự làm tội nghiệp cho chúng sanh. Nhiều khi muốn cứu người ta mà cứu không được. May mắn được ở Việt Nam có một số người có thiện căn, rồi may mắn gặp được cái pháp hộ niệm này mới thấy được những hiện tượng đó, chứ còn không thì không chịu thua. Có thiện căn mà không có cái duyên gặp cũng chịu thua. Cũng đành tan tành theo cát bụi. Đúng không? Thân thì cát bụi chứ mà cái tâm không cát bụi được. Nó vùi dập vào cảnh khổ đau chứ không thể nào cát bụi được đâu. Câu D, người chưa có duyên lành thấy được người vãng sanh nên chưa khởi phát được niềm tin. Đúng không chưa vậy? Đó là những người có thiện căn. Thiện căn nhưng mà sống trên đời bị cái vật chất nó che khuất nhiều quá. Chưa có cái duyên lành thấy được người vãng sanh. Ngũ nghịch thập ác á, nó che khuất, nó lấn áp hơn hết trơn. Sống trong cái cảnh đó tự nhiên cái tâm trí nó u mê, nó chui vào cái chỗ đó thôi, chịu thua. Nhưng mà nếu có chút ít thiện căn, khi mà gặp được cái hiện tượng lạ, gặp được cái hiện tượng mà thấy vi diệu tự nhiên nó khởi phát lên, nó khởi phát lên thì người ta tin được. Còn không có thiện căn thì bây giờ gặp cái người vãng sanh người ta cũng tin. Người ta nói đó, cái nhóm này nó bôi thuốc bôi thang gì đó, chắc cứ nhắc tôi bóp một chút mà nó mềm xèo hay có gì đó. Mong cho vị phải hiểu là cái thiện căn nó quan trọng lắm. Chúng ta đã có thiện căn đừng để mất. Câu 34, muốn được vãng sanh chúng ta còn làm gì? Đây là câu tổng kết. Câu A, tự mình phải giữ vững tín nguyện hành công được phái tâm. Đúng không? Đúng.
thói tầm dữ lắm đấy, gọi là thói chuyển đấy. Có một cái tôi luôn tuột luốc luôn, giống như trèo lên cái cầu á, bám cho chặt, buông ra cái tuột xuống có chụp lại chụp cũng được. Cho nên đừng có thói chuyển. Thường thường người tu niệm Phật mà mở tâm ra tìm hiểu cái này, tìm hiểu cái nọ, tìm đủ thứ, nhiều khi nó làm cho cái tâm mình bị lung lay. Có nhiều người hộ niệm có lần thì được, có lần thì không. Mình nghiệp chướng nặng quá làm sao đi đây. Bao nhiêu thứ nó làm cho cái tâm mình nó bị chia sớt hết trơn đi. Sau cùng thối chuyển. Mà một khi thối chuyển rồi là coi như tuột đà. Đi theo cái dòng người cứ dập dềnh trong cái cảnh luân hồi này mãi mãi. Mà đã tuột có một cái rồi nó tuột luôn, không biết tới kiếp nào trở lại. Xin thưa với chư vị, kiếp 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 chứ không phải là đời đời. Đời thì dễ, đời thì vài chục năm. Còn kiếp cả triệu năm, cả tỷ năm. Không phải đơn giản đâu nghe chưa vậy. Câu B. Nghiên cứu thật kỹ pháp hộ niệm để ứng dụng cho mình, cho người. Đúng hay sai chưa vậy? Đúng. Nghiên cứu pháp hộ niệm. Giữa ông này chủ trương nghiên cứu pháp hộ niệm để kịp thời cứu mình. Vãng sanh. Cái pháp hộ niệm cứu mình. Nghiên cứu những lý đạo cao siêu không kịp thời cứu mình trong một đời này thoát nạn. Tại vì mình đặt mình vào trong cái tư thế là một người phàm phu rồi thì mình mới hiểu rằng là những cái đạo lý cao siêu ứng dụng không được, sử dụng không xong. Mà vì sử dụng không xong mà cái tâm cứ bám vào đó cho nên hỏng chân hỏng cẳng, đến lúc mà nằm xuống rồi thì tất cả những cái gì gần gũi cụ thể nhỏ nhặt lặt vặt bên cạnh nó quay cái thân mình đau như dần, nó quay cái tâm mình giống như con vụ. Còn những cái đạo lý cao siêu gì mà mình học được nó bay bổng lên mây mất tiêu rồi. Chính vì thế mà mong chư vị muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hãy hỏi rằng mình là cái căn cơ nào, tự xét đi. Nếu cái căn cơ thấp mà không ứng dụng được những cái gì cụ thể để mình thực hiện chính xác khi lâm chung thì mình bị kẹt. Còn mình áp dụng những cái đạo lý cao siêu của hàng căn cơ cao thượng thì căn cơ cao thượng các ngài ứng dụng được, còn mình ứng dụng không được. Vì ứng dụng không được cho nên biến thành gọi là hí luận mà không hay. Cái sự trống rỗng đó nó không có giải quyết được những ách nạn của chính mình khi nằm xuống. Chính vì thế mà lý luận thì hay, nhưng sau cùng làm không được, chính làm không được cho nên mập mờ, hoang mang, do dự bàng hoàng. Lúc đó đứng chơi vơi giữa đường, không có chỗ nào mà nương tựa, thành ra bị nghiệp lôi đi. Mà nghiệp nào đấy? Nghiệp tam đồ quá nặng. Sau cùng cũng đành nhắm mắt đưa chân đi về con đường đọa lạc quá nhiều. Câu C. Phổ biến giao lưu pháp hộ niệm rộng khắp để cứu người vãng sanh. Đúng không chứ vậy? Đúng. Tại sao mình phải giao lưu cái pháp hộ niệm ra? Xin hỏi chư vị ở nhà có cha mẹ không? Nếu mà chư vị lo tu mà không chịu giao lưu cái phương pháp với cha mẹ, làm sao mình cứu cha mình trong khúc cha mình ra đi? Làm sao mình cứu mẹ mình trong lúc mẹ mình ra đi? Mình có một bà cô phải không? Có một ông chú phải không? Mà mình không nói chuyện hộ niệm, không giao lưu hộ niệm, làm sao đến lúc mà người thân của mình nằm xuống sắp chết đó, mình tới mình nói cái cách nào cho người ta tin đây? Mình nói cái cách nào cho người ta hiểu đây? Mình gửi cái cách nào cho được những cái mối rối mà trăm bề của người đó đi? Chịu thua. Và xin thưa với chư vị, nếu mình biết hộ niệm mà mình không giao lưu cái phương pháp hộ niệm ra, khi chính mình nằm xuống ai tới cứu mình đây? Ai tới gửi cho mình đây? Bây giờ mình ngồi đây mình tưởng là mình không có vướng mắc, nhưng mà khi cuối cùng rồi chư vị sẽ thấy sự vướng mắc nó tràn lên. Nó tràn lên đến nỗi mà giữ lại không kịp. Vì sao vậy? Vì tất cả những tập khí nó kết tụ không phải trong một đời này mà trong vô lượng kiếp nữa, nó ở trong ta lại gia thức này. Chứ vì có biết cái thùng lô tô không? Thùng lô tô thì có bốn mấy số phải không? Còn cái thùng lô tô a lại gia thức của ta mà gọi là những cái hộp mà gọi là hộp nghiệp đó, nó tới vô lượng vô biên. Đếm không hết. Lúc nó quay tứ tùng hết trường nó lột ra, biết lột cái nào đây? Tâm không chú định. Mà bây giờ có chú định nữa thì chú định trong lúc còn tỉnh táo, chứ khi mê rồi thì nó lọt ra trong vô thức. Đây là cái dễ sợ nhất, đây là cái nhiều người không thấy. Vô thức là gì? Là lúc đó mình mệt quá, mình mê quá, mình không biết gì nữa cả. Tự động những cái gì
Nó có trong tiềm thức, nó ứng hiện ra. Cũng giống như mình mơ. Nói tôi không nghĩ gì trơn, nhưng mà thực ra tháng trước mình nghĩ, năm trước mình nghĩ, 30 năm trước mình nghĩ. Rồi lúc mình nằm xuống tự nhiên, ở trong cái giấc ngủ nó lọt ra, nó lòi ra, giống như vậy đấy. Mà có nhiều người hoàn toàn tôi không nghĩ gì cả. Đúng, năm nay anh không nghĩ, năm trước mình nghĩ. Những cái thời gian đó nó kéo dài vô tận vô biên, thì mình biết bao nhiêu là những chủng tử ở trong tâm của mình. Nhiều quá làm sao kể cho hết. Như vậy nếu mà nó lọt ra những cái chủng tử hoàn toàn là xa lạ trong đời này, làm sao mình kiềm chế được? Chính vì thế mà mới chuyên là cái câu A-di-đà Phật. Niệm mãi nhớ mãi câu A-di-đà Phật, niệm mãi niệm mãi để chi? Để cho cái chủng tử A-di-đà Phật nó mạnh, nó nhiều hơn những chủng tử khác. Vô tình lúc đó, may mắn, câu A-di-đà Phật ứng ra, nhớ A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật mà mình vẫn tranh. Mà có được hay không? Cũng chưa được đâu. Tại vì mệt quá làm sao? Nhờ những người hộ niệm người ta nhắc A-di-đà Phật nghe anh chính. Niệm A-di-đà Phật trở về Tây Phương nghe anh mười. Rõ ràng nhờ cái lời nhắc này, nó cộng với những cái mà hung tu của mình mà nó hợp lại mình nhớ mà niệm lên. Cho nên xin thưa với chư vị, phải giao lưu, phải phổ biến cái pháp hộ niệm cho những người chung quanh mình, để người chung quanh cứu mình, giúp mình. Chứ đừng có nghĩ mình biết rồi mình làm thinh là được. Sợ lắm đấy. Nhiều khi mình biết mà biết không chính xác nữa, chính mình thực hiện không được đấy. Và những người chung quanh mà không biết nữa, người ta tá quậy mình tiêu luôn đấy. Cách đây mấy ngày có một người ra đi, chưa vị biết sao không? Người đó kể lại: ông anh tôi ra đi, tôi muốn hộ niệm cho ông anh của tôi. Nhưng mà có một cái vị tới nói là muốn hộ niệm phải tắm rửa trước cái đã, đừng có để qua một tiếng đồng hồ. Và còn một đêm nữa là chỉ có người nam mới vào được vào hộ niệm, người nữ không được vào hộ niệm. Chư vị thấy không? Vì không biết hộ niệm đưa ra những quy luật vô cùng sai lầm. Làm sao đây? Nghiệp duyên này ai mang đây? Phải giao lưu pháp hộ niệm. Phải cứng rắn kết thông với những người biết hộ niệm. Đừng bao giờ để cho những người không biết hộ niệm xen kẽ vào. Nếu ta chi phối vào, mình bị đọa lạc. Không có dễ. Phát tâm hộ niệm cho người có duyên. Muốn vãng sanh cần phát tâm hộ niệm cho người có duyên. Trong những cuộc thực tập hộ niệm trên Internet này tuyệt vời vô cùng. Chứ vì không thực tập hộ niệm đến sau cùng rồi, chứ vì sẽ thấy rõ ràng là mình thất bại. Rất nhiều người không biết hộ niệm. Rất nhiều người sợ chết, rất nhiều người sợ bệnh, rất nhiều người không biết gì. Chỉ qua 2-3 cuộc tự nhiên người ta bừng bừng vui vẻ. Rõ ràng phải thực tập hộ niệm. Những cuộc hộ niệm chúng ta không nghe uổng lắm chư vị ơi. Tại sao trong vòng mới có 2-3 bữa mà bây giờ cái số người ta ghi danh đến nỗi bây giờ không kịp kiểm tra rồi. Tại sao như vậy? Tại vì cái phương pháp hộ niệm này quá hay. Đây là cái dịp may cho chúng ta thực tập. Đây chính là nó tạo cho mình cái khả năng hộ niệm đấy. Cái năng lực hộ niệm đấy. Để mà cứu ta cứu người đấy. Câu E, hướng dẫn người thân bạn bè nắm vững pháp hộ niệm sẽ được lợi ta lợi người. Đúng hay sai chứ vậy? Đúng. Thực tập hộ niệm hay vô cùng, rõ ràng quá hay. Mà chính vì hôm nay cũng không ngờ rằng là cái này là tự nhiên đưa đến hợp với cái chương trình chúng ta. Lợi người lợi ta, giúp cho người ta hộ niệm, mình hộ niệm cho người ta, thực tập với nhau. Giống như một người học võ. Học võ mà không tập luyện hàng ngày, sau cùng là cái võ đó chẳng qua cái võ trên giấy, không làm được gì cả. Mà phải tập hàng ngày. Văn ôn võ luyện là như vậy. Chính cái pháp hộ niệm này, xin thưa với chư vị, hay vô cùng. Đến nỗi mà phàm phu tục tử như mình mà cũng có thể được vãng sanh được, làm sao chúng ta có thể chê được, phải không? Cho nên rất là tán thán chư vị nên tham gia đây để có cơ hội vãng sanh, chứ còn những lý đạo cao siêu, xin thưa nó là bay thành mây khói khi chúng ta thọ nạn. Nam mô